Hải Phòng, lại xảy ra cướp ngân hàng. Chiều ngày 11 tháng 5, phòng giao dịch một ngân hàng trên đường Lạch Tray, Quy, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng bị cướp. Theo nguồn tin của Thanh Niên, vào khoảng 15 giờ 10 ngày 11 tháng 5, tại phòng giao dịch một ngân hàng ở số 72 đường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng đã xảy ra vụ cướp. Theo camera an ninh ghi lại, tên cướp là nam, mặc quần áo màu đen, cao khoảng 1,7m, đeo túi chéo sọc xanh và cầm theo một vật dài giống súng vào uy hiếp các nhân viên của phòng giao dịch. Sau khi cướp tiền, nghi phạm đi vào ngõ 72 Lạch Tray để tẩu thoát. Hiện chưa rõ số tiền tên cướp đã lấy đi. Công an thành phố Hải Phòng đang huy động lực lượng để truy bắt tên cướp. Trước đó vào ngày 7 tháng 1, tại phòng giao dịch một ngân hàng khác trên đường Đình Vũ, quận Hải An, thành phố Hải Phòng cũng bị cướp. Nghi phạm là Nguyễn Văn Nam, 24 tuổi, ở xã Nghĩa Lộ, huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng, đã bị bắt sau đó.